Ok và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Kingdom War nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy cho mình một like, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhá. Mình hy vọng hôm nay sẽ mở được cái nhân vật là Super Legion ở bên này. Đang cố anh em ạ, đang cố mở được nhân vật, mình đã mở được nhân vật Ray bên này rồi nhá. Và mình muốn mở thêm nhân vật ngược tấn công mô phòng thủ ở đây. Nhân vật này đẹp dã man, nó được của nó anh em ạ. Mà tỷ lệ khá thấp à. Nhưng mà tôi mở bằng được thì thôi ha. Ninja Slam Wario à, Châu Điên à. Lữ Bố. Chính xác, lữ bố luôn, không khác gì. Lữ bố ấy, không phải lữ bố ta, nhìn khá giống. Có lẽ tiến hóa lên thì sẽ... Ui, thương vàng thì quá quen rồi. Lữ này quá quen thuộc với chúng ta rồi anh em ạ. Nên không có vấn đề gì quá lớn là tôi sẽ tắt cái tiếng âm nhạc ấy nhá. Tại vì hai cái nó đá nhau ấy. Ok, mở ra nào. Level 23, level 17, level 25, level 19. Lên bàn. Lên bàn, miễn bàn luôn. Tỷ lệ ra được cái đấy khó anh em ạ. Không dễ đâu. Đúng, tiếp tôi đọc tất cả comment của anh em nhỉ, quên kiểu gì tiếp phải đọc rồi. Sau khi mở xong ra con Legion tôi sẽ đọc cho anh em nhé. Đang khá là vui mình mở được cái con Legion Ray ở bên Battlecast. Ui đây rồi, Ares siêu truyền thuyết. Ui đây rồi anh em ơi, Ares siêu truyền thuyết rồi. Còn nó có thể tiến hóa được nhưng mình sẽ cho lên level 9 nha anh em. Cả con trâu điên cũng thế. À con gì nhỉ, con kiếm cũng thế. Rồi ok. Được triệu tập anh em ạ. Thành lũy như có thể nâng cấp được hay sao á. Nâng cấp cái này lên cho nó khỏe à. Rồi tôi còn nâng cấp lên anh em ơi. Nâng cấp mắc lên. Cái giáp của Thành cũng sẽ được nâng mắc lên anh em, đúng không? Ok, hợp lý chưa? Quá là hợp lý luôn. Được triệu tập đấy rồi bạn ơi. AP 800, máu là 2k4. Đây là nâng dạng D15 rồi. ATS 3200.7. Siêu truyền thuyết anh nhỉ, Super Legion. Nó hai con này nó ngang nhau ha. Chúng ta sẽ cho lên level 9 nhá. Dừng ở level 9 thôi. Đói 3.003 sẽ vẫn yếu con này, tại vì căn bản là nó chỉ là đấy thôi, chưa gọi là quá mạnh, cứ bình tĩnh. Đây con này là con dìu vương quốc quý hiếm, chiến binh cuối cùng bảo hộ vương quốc anh em ạ. AP là 1080, máu là 4k4. Mình cũng chỉ cho lên level 9 thôi, như thế này là đẹp. Đã xong, bây giờ là nhét nó vào đội hình thôi anh em. Con nào không chơi thì bỏ ra nhá. Con này không chơi đến này. Con này lâu lắm rồi không động đến luôn anh em ạ. Level 9 con 15 mình có vào cho vào rồi anh em. Đấy, hôm nay tôi chơi hai con này thôi nhá. Con này là kiểu gladiator anh em ạ. Trời ơi, nhìn trong đội hình được đấy anh em ơi, chiến đấu nào. Không được, cái bàn này thì đấu đấm cho gì vỡ mồm. Chiến anh thây ma thôi anh em ạ. Chiến anh thây ma sang cháp mới à. Cửa như rồi đây, 23 à? Để đang đánh cửa số 23 anh em ạ. Con kia giá là bao nhiêu? Giá của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2.000 vãi cả lồng, 2.250 anh em ạ. Ui, Cyclops. No, đừng đánh em anh ơi. Level 29, Slam Wario. Hy vọng con này đấm được. Ok bỏ. Ok bạn ơi, 16, ôi ôi, 2.250 thì đúng là nó quá đắt. Nhưng mình bắt buộc phải chờ đấy ra anh em ạ. Chưa được xem nó đánh luôn đấy, thật chưa nhìn nó đánh luôn. Đấy, ai đánh hộ con này phát. Không ai giết được con này luôn. Chết hết rồi. Không cần thiết đấy, con này cũng thắng được anh em ạ. Rồi Slam Wario thì đánh hơi chậm. Ok, 2.250 đúng không? Đánh như kiểu là Cyclops 2250. Đấy rồi. Ui, phù thủy lửa anh em ạ. Phù thủy lửa nhìn trông xinh nhờ.
quả sexy vãi chưởng luôn. Bắn lửa. Ui, tốc độ bắn này. Tốc độ bắn này. Mỗi tội đắt. Vãi đạn, mỗi tội đắt dã man luôn anh em. Còn không, tất cả thứ đều rất ngon. Đều cực ngon đấy chứ không phải là ngon. Đây, đây là cái bộ của nó đây. New character. Nhìn trông xịn thật sự luôn. Phê nhỉ. Đó, mình đã nâng cấp max hết rồi. Không lên nữa, đến đấy thôi. Đây, cái này à. Bắt đầu ở trạng thái level max anh em ạ. Dành 100 bảo vật truyền thuyết à. Rồi ok anh em ơi. Max luôn à, max 28. Ở đây rồi. Thì tôi sẽ gọi con này ra và gọi thêm một con 1002 ra nữa. Có ba thằng, một thằng ép, một thằng thương nhân với một thằng vài người, bốc quân nó chưa kịp ra luôn anh em. Hello. Úi giời ơi, nhìn nó bắn đây. Bắn cái tường thành này. Chịu thế quá được nhỉ. Mình đang không tưởng tượng là nó sẽ chịu thế quá được với con thần lửa của tôi à. Nó quá bỉnh. Nó quá đỉnh luôn, nó quá mạnh luôn. Quá là mạnh bạn luôn bạn ơi. 5200 vàng. Ôi à. Rồi, tiếp tục sử dụng cái này một phát nữa để test cái thằng kiếm hiệp sĩ vương quốc anh em ạ. Đây, nó ở sau này. Rồng rủng không bằng được bọn này. Mình đoán là đam của rồng không thể khỏe bằng bọn này được anh em. Ồ, làm gì ấy? Pháo kích anh em ạ. Thằng nào không ra được là sao không cần dùng 2000. Úi dồi ôi. Nó dục cái thành những gớm. Ui, Cyclops to dã man anh em. Không sao. Ôi khỏe quá, cái này khỏe quá. Cái này thì khỏe dã man quá nhờ. Dã man con ngăn quá. Chúng ta sẽ đợi những sự kiện khác để triệu hồi thêm những con khác ha. Cứ tầm khoảng mấy ngày là sẽ có những sự kiện để triệu hồi ha. Đó luôn, giống như kiểu The Battle Cat thôi, cũng không khác gì mấy nhờ. Cũng đợi sự kiện để triệu hồi ha. Tôi gọi thằng kiếm hiệp sĩ dạng được anh em, không cần thiết là phải mấy bọn kia. Tại vì mình cũng thắng rồi. Vấn đề là tôi cũng sẽ thắng thôi chứ không phải là thua được. Chắc cú là không thể thua được. Nó công thẳng vào cái nhà này. Thằng kiếm này level 20 mấy à, 29 à. 21 anh em ạ. Hello. Hello bạn ơi. Nhưng mà đánh dễ quá nhỉ. Không khó. Không khó tí nào. Rồi anh em ơi, chúng ta vào cái menu nhá. Đấy. Nhân vật mới đã xuất hiện anh em ạ. Ồ, có tiên này anh em ạ. Nên là tiên anh em ơi. Tiên nữ giáng trần á, đây là 9 thôi. Cho vào trong team cũng hay ha. Ấn vào trong cái cờ này. Con nào không đánh Slam Wario rồi. Ném nó đi này. Rồi, chiến anh em ơi, trận chiến tiếp theo nào, lên đường. Ok, sẵn sàng. Nâng. Thật ra là không cần, úi ôi. Vãi đạn, con này đánh được không, sao bé này. Úi ôi, bắn chết luôn con kia. Ôi gớm à nhờ. Mạnh gớm mà toàn Cyclops loại khổng lồ, xem có chết không ta. Chết thì chúng ta sẽ đánh cái khác. Ok, thôi gọi này ra. Con này bắn khỏe dã man luôn anh em. Ai bảo yếu nào, level 9 đấy nhá. Ok, khỏe chưa? Cho giành được cái khối hoàng kim ạ. Mở cái này ra, 4350 này. Chúng ta sẽ đóng lại này. Và tiếp tục ạ. Tiếp tục. À, chưa đọc comment của anh em trong tập trước nhỉ? Quên một cái thứ rất rất là quan trọng là phải đọc comment của anh em á. Quên đấy, phải đọc chứ, không đọc không được. Dĩ nhiên là anh em không đọc ở đầu thì sẽ đọc ở cuối nhá, thường sẽ đọc ở đầu thì nó sẽ ấy hơn.
Đây. Đọc luôn các comment của anh em ha. Chỉ có 85 like thôi. Con giáo đó mạnh thật nhưng level 35 mới có 5.496 đam. Con dìu vương quốc là thì 78.000 qua 8 thế giới. Nếu muốn hết phương trình phải chơi tầm 1 năm mới hết vì có mấy sự kiện hiếm lắm mới ra. Game này tôi mở được con Uber Legendary rồi đó. He he. Thank you anh. Game Vampire thì Vũ đang chơi ý. Vampire Survival mình thấy cái hình nó hơi hơi xấu. Không biết mà có nên chơi hay không nữa. Rồng to hơn mà chơi PvP đi. Nếu rồng level 30 là con rồng bá đạo. Anh chơi Diamond, game hay thế. Anh chơi Mobile Legend. Anh chơi game Clone Enemy. No Kingdom có em ơi. Có chứ, comment. Có ít comment thôi mà. Anh em comment nhiều cho anh em lên TV phát nhỉ. Yeah.